Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm. Cùng khi làm, xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh, mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành, đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Thầy xin chào tất cả các trò. Đọc thư cho mà nghe, giải trí một tí, nghe này. Phải cảm ơn anh Huy. Thứ Hai, 22 tháng 9, kính gửi Cha Chánh Xứ An Nhơn, được học lại Kinh Thánh chúng con rất vui. Hôm thứ Hai, 16 tháng 9, học viện thứ Hai, 16 tháng 9 có đi không? Gò Vấp. Đúng rồi. Hỏi lại xem, hôm nay là mùng mấy? Hai mấy? 23, đúng rồi. Nghĩa là thứ Hai tuần trước, học viện của Gò Vấp không đi, nên không nghe được cái bài giảng này. Nghe đây này, hôm thứ Hai, 16 tháng 9, đó là cái bài giảng tuần trước. Coi trên mạng của anh Huy đăng tải, tập thể công ty chúng con gần 100 người trong một cái phòng tivi to lắm, che cả phòng, xem nghe hình cha tự tiếng nói vang vang trong phòng, lời Chúa qua miệng cha giảng dạy. Nhất là chúng con thấy cha nói câu này: hậu quả của tội thì rất khôn lường. Chúng ta không biết hậu quả của tội nó sẽ ra làm sao, đền cho đến thiên thu vạn đại. Chúng con chưa nghe nói vậy bao giờ. Hôm nay chúng con mới hiểu phần nào. Chúng con hứa từ đây chúng con sẽ sống tốt hơn. Con cảm ơn các học trò của công ty, xin cảm ơn thầy thủ. Chúng con sẽ cố gắng năng tham dự thánh lễ lần hạt Mân Khôi siêng năng lần hạt chầu thánh thể đền tội chúng con từ bây giờ. Con muốn hỏi cha, trong công ty con có chị lấy chồng ngoại đạo, có anh lấy vợ ngoại đạo, vì nhiều người khuyên chúng con đừng làm lễ cưới, chẳng may nó bỏ lấy chồng hoặc là vợ khác thì khổ vào thân, khỏi bị không làm phần lễ trong nhà thờ thì khỏi bị ràng buộc hôn phối, có được không? Người này khuyên thế này, người kia khuyên thế kia, chúng con chẳng biết làm sao. Xin cha chỉ dạy, chúng con cảm ơn cha nhiều lắm. Tất cả công ty chúng con 100 người kính chào cha. Xin cha cổ động cho giáo xứ của cha đi học, vì con thấy trong nhà thờ toàn các sơ không, trong khi ở quán nhậu thì đủ thứ hội người giáo dân. Đấy, cái quay video này mà sao đâu có cái chữ là giáo dân đâu, sơ đâu mà sao họ nhìn họ biết là trong nhà thờ toàn các sơ không, còn giáo dân của cha thì ngồi quán nhậu đầy hết đấy cả, không có cái gì. 100 người, chúng ta thử tưởng tượng ở trong hiện nay trong nhà thờ của chúng ta, giờ phút này đây được 100 người không? Không được 100 người, cứ đếm mà xem, trên dưới 50 người thôi à. Mà đây trong khi nó một công ty 100 người mở cái tivi thật to nghe bài giảng vừa hơi thứ Hai tuần vừa rồi. Thấy chưa? Thấy chưa? Do đó cảm ơn anh Huy rất nhiều. Mà thầy cũng rất là mong mỏi những cái bài giảng thế này, nhiều người người ta học được qua trên mạng, không chỉ là công ty ở Việt Nam mà còn cả hôm nào vậy cũng có mấy người ở Canada, rồi Úc, rồi là ở Pháp, họ cũng về họ thăm, họ cũng cảm ơn những cái chương trình và video của anh Huy đem lên đây. Họ nói là con được học rất là cụ thể. Đấy. Đấy. Thế bây giờ trong cái chương trình như vậy thì bây giờ con cái câu hỏi này, người ta bảo thế này, bây giờ trong công ty của con là người này lấy vợ ngoại thì cứ lung tung vậy. Thế vậy thì thôi đừng có vào trong nhà thờ. Nhớ rồi mà vào trong nhà thờ rồi mai mốt nó bỏ, rồi lại không có lấy vợ khác được hay không lấy chồng khác được, vì nó bị ràng buộc bởi bí tích. Ràng bởi bí tích. Vì một khi đã vào trong nhà thờ rồi là đã ràng buộc. Dù chúng ta lưu ý thế này, xin lưu ý, anh Huy ghi chưa? Ghi âm chưa? Làm chưa? Hả? Nhưng mà ghi chưa? Chưa ghi thì làm sao giải thích cái này được, công ty nó làm sao nó nghe? Thôi bây giờ nói chuyện khác đi. Tí nữa xong rồi nó thì sẽ kể cái này. Hôm nay học Kinh Thánh, còn cái câu hỏi của 100 người trong công ty này thì sẽ trả lời sau, rồi sẽ ghi âm sau để đem lên YouTube để cho công ty họ xem, họ học. Hôm nay chúng ta học Kinh Thánh. Học Kinh Thánh cái gì?
Trong Kinh Thánh, đặc biệt là chúng ta đang nói, tôi xin nói lại là tôi dạy học Kinh Thánh và dạy phục vụ, cả hai cái nó sẽ liên hệ với nhau, bên này và bên kia, nó nối kết với nhau. Tôi không dạy theo Kinh Thánh kiểu 100 tuần như Đức Trang Hàm đâu, mà là tôi dạy Kinh Thánh chủ yếu là những cái mà cụ thể đụng đến đời sống của chúng ta, và những cái phần mà tôi nói đây chắc chắn nó sẽ liên hệ đến cái phục vụ nữa. Đó, cả hai cái. Thế thì chúng ta lưu ý thế này, lưu ý một cái điều tôi nói đi nói lại, khi cái nói tôi giảng bài mới là tôi sẽ liên hệ đến bài cũ. Chúng ta lưu ý một chi tiết này là người ta cứ hay nói bác đạo này, bác đạo kia, anh đạo này, chị đạo kia. Chúng ta lưu ý, người ta hay nói cái đó lắm. Bác có đạo không? Bác đạo gì vậy? Và trong cái lý lịch của chúng ta đó, nhà nước này, họ sẽ nói ghi là phần tôn giáo. Họ sẽ nói chúng ta là tôn giáo này hay tôn giáo kia. Xin tất cả các bạn nhớ nhỉ, tất cả mọi người nhớ cái câu này. Thầy dạy cho là nhớ cái gì thầy nói, thầy nhấn cái gì phải nhớ cái đó, còn không phải quên. Chúng ta không theo một cái đạo này để đối đầu với cái đạo kia. Theo kiểu là tại sao mình theo đạo này mình bỏ đạo kia, vậy đạo này không tốt hay sao mà phải bỏ đạo này thì theo đạo kia. Khi nói như vậy, lập tức đặt các tôn giáo trở thành là xung đột, và đặt các tôn giáo như là những đối đầu lẫn nhau. Và đó chính là cách nhìn hiện nay đặc biệt của bên Hồi giáo cực đoan, là những người Hồi giáo mà thấy không phải ai là Hồi giáo, họ gán hết cho tội là quân ngoại đạo, giết sạch. Chúng ta xem ở Trung Đông đó, ở những cái như là nhà nước IS đó, Hồi giáo IS đó, rồi chúng ta thấy Al-Qaeda đó, có nghe những từ đó không các con? Đấy, là những kẻ cuồng tín về tôn giáo. Họ coi các tôn giáo hay các đạo là một phe phái, và ai không theo tôn giáo này là phải giết sạch chúng nó đi. Đấy là cách nhìn rất thiển cận, và cái nhìn rất nguy hiểm, gây sự xung đột và có thể nói là gây chia rẽ những người theo các tôn giáo khác nhau. Do vậy, các trò phải nhớ, chúng ta không theo một tôn giáo để chúng ta đối đầu với một tôn giáo khác. Đó là điểm thứ nhất nhau. Thứ hai, chúng ta không theo một tôn giáo vì nó là một tôn giáo. Không. Chúa Kitô khi đến trần gian, Ngài không lập một tôn giáo. Chúng ta nhớ về nhau, Chúa Giêsu không lập một tôn giáo. Đố tìm ở trong Kinh Thánh cái chỗ nào mà gọi là đạo Công giáo đó, Chúa lập đạo tên là đạo Công giáo đó. Có tố mà tìm ra chỗ nào đạo Kitô giáo đó, không có chỗ nào có cái chữ đạo đó cả. Chúa Giêsu không lập cái đạo nào hết. Thế thì người ta gán cho chúng ta là đạo nọ đạo kia là cách người ta nói. Còn chúng ta là cái gì? Do đó bây giờ chúng ta đi học Kinh Thánh và phục vụ, chúng ta phải biết chúng ta là cái gì. Chúng ta là gì đã. Còn cái chuyện người ta nói chúng ta là gì thì kệ đời người ta. Đó, chúng ta nhớ chưa? Đây cha nói một cái ví dụ đây là các con, đa số trong nhà thờ này là các nữ tu. Thế bây giờ nói, để Huy quay xong từ nãy giờ cho con. Rồi, thế thì mất chữ nào cho sót chữ đó. Nữ tu, đi tu, bên Phật họ cũng đi tu, họ cũng chẳng đi tu, đi tu, đi tu. Cái tu đó là cái cách nói của xã hội. Còn chúng ta trong giáo hội, tất cả chúng ta, tên chính hiệu của chúng ta là gì? Những người sống đời thánh hiến. Nhớ chưa? Tên của chúng ta là vậy đó. Tên là những người sống đời thánh hiến, là những người sống đời thánh hiến, đời sống của mình thánh hiến cho Chúa và phục vụ con người, phục vụ nhân loại. Đấy là tên của chúng ta, chứ không phải tu. Không có tu tác gì tất cả. Tu tại gia, tu hú, tu trai, tu lọ, tu nọ, tu kia. Đấy là cách ngôn ngữ bình dân. Còn chúng ta không có tu, mà chúng ta sống đời thánh hiến. Sống đời thánh hiến này là chúng ta, cả cuộc đời của chúng ta thuộc về Chúa, được thánh hiến, được Chúa chúc lành, được thánh hiến để phục vụ Chúa và phục vụ mọi người. Tên của chúng ta là vậy. Thế thì quay trở lại này, chúng ta nhớ, chúng ta không theo một cái đạo. Người ta có gán tên chúng ta là gì là gì, thầy kệ người ta. Còn chúng ta phải biết mình là gì nha. Thầy nói một cái ví dụ để các trò nhớ đây này. Nguyên tiếng Việt Nam thôi đó, nguyên tiếng Việt Nam không thôi đó, chúng ta theo Chúa
mà họ nguyên tiếng Việt Nam không? Hoặc là người ta gọi tên chúng ta, hoặc là chúng ta tự gọi tên mình. Chúng ta có 5 tên đây này. Từ khi bắt đầu tin mừng gieo vãi trên quê hương đất nước của chúng ta theo lịch sử Việt Nam từ 1533 là bắt đầu mà giấy tờ là tin mừng gieo vãi từ 1533 cho đến bây giờ là năm 2020 rồi, là chứng là trên dưới chưa đầy 400 năm. Chúng ta có 5 tên này. Tên đầu tiên đó, không phải chúng ta chưa biết gọi mình là gì. Người Việt Nam khi thuở đó thấy mấy cái người này theo một cái gì mà mấy người người ta gọi là tôn giáo đi, theo một cái tôn giáo này nó lạ quá à. Họ sống đàng hoàng tử tế ghê nhá. Người ngoài đặt tên cho chúng ta là gì? Đây là những người theo đạo yêu thương, tên theo đạo yêu thương. Các con biết không? Đức cha Phêrô Khảm, ngài lấy cái tên này ngài đặt cho một cuốn sách ngài viết đó, đạo yêu thương. Tên đầu tiên người ngoài chưa biết theo đạo gọi cho chúng ta là đạo yêu thương. Đây là những người sống đạo yêu thương, họ sống yêu thương nhau. Và cái đặc tính yêu thương đó làm nên cái gì tên tuổi của chúng ta. Sau đó họ thấy cái đạo yêu thương này do mấy cái người mà nước ngoài đến, họ cũng sống cái đạo này. Thế là những người nước ngoài đó, họ thấy đó là những người Hòa Lan làm ăn buôn bán ở Hội An đó, rồi làm ăn buôn bán ở cái Đà Nẵng đó, thấy mấy cái người Hòa Lan này là theo cái đạo yêu thương này. Bây giờ khỏi lẫn là vậy, với lại với cái người Chàm người ấy, thôi đặt tên cho nơi đi đạo Hòa Lan. Người ngoài đặt tên cho mình là đạo Hòa Lan. Tên thứ hai chưa? Tên đầu tiên là đặc tính của chúng ta yêu thương, họ gọi là đạo yêu thương. Tên thứ hai là tên gán cho cái người đến là Hoa Lan, đạo Hoa Lan. Sau đó đến thời phong kiến Bách Hải Đạo, họ cũng không biết làm sao, họ thấy chúng ta tôn thờ Chúa Kitô mà lúc bấy giờ họ chưa có biết dịch Chúa Kitô. Các con biết ngày xưa đó, mấy cái tên mà bây giờ thuật ngữ trong nhà đạo của chúng ta, họ cứ gọi là Kirishito, Kirishito. Đấy, người Do Thái thì gọi là quân Du Rêu. Ngày xưa có tiếng ngày xưa vậy đó. Thế bây giờ gọi, thay vì gọi là Đức Kitô, họ gọi là gì? Gia Tô, đạo Gia Tô. Gia Tô là Kitô. Gia Tô, đạo của mấy cái người theo ông Kitô thì gọi là đạo Gia Tô. Mình gọi là đạo Gia Tô đó. Quan quyền phong kiến, thời phong kiến Bách Hải Đạo đặt tên cho chúng ta là Gia Tô. Như vậy có 3 tên người ta đặt cho, chúng ta chưa bao giờ tự đặt cho mình. Người ngoài đặt cho chúng ta là đạo yêu thương, người ngoài đặt cho chúng ta là đạo Hoa Lan, người ngoài Bách Hải Đạo ghét chúng ta gọi là đạo Gia Tô. Đến bắt đầu khi chúng ta được phát triển, chúng ta có thể là có một quyền tự trị rồi, tự do rồi đó, dần dần chúng ta mới lấy bắt đầu phát triển lên, chúng ta mới gọi mình, tự mình đặt tên cho mình là đạo Công Giáo. Tên Công Giáo lấy tên, lấy chữ ở trong Catholic. Catholic là Công Giáo. Mấy tên rồi? 4 tên rồi. Sang cái anh nhà nước này, nó đến nhà nước cộng sản đấy nè, nắm chính quyền 1954 miền Bắc, nắm chính quyền 1975 ở miền Nam, đặt tên cho chúng ta là gì? Đạo Thiên Chúa. Thế nó đặt tên cho mình là Thiên Chúa. Như vậy 5 tên thì toàn người đời đặt cho chúng ta 4 tên rồi, còn mình gọi là Công Giáo. Lạ chưa? Thấy chưa? Thế bây giờ mình là gì? Chả lẽ đạo, cái người đạo thiện, đạo yêu thương khác cái người đạo Công Giáo bây giờ à? Chả lẽ cái người đạo Gia Tô thời xưa tổ tiên của chúng ta bị Bách Hải Đạo, giờ khác chúng ta là đạo Công Giáo à? Không. Tên gọi là gì thầy kệ, còn chúng ta là gì mới là quan trọng. Nắm chưa? Nắm chưa? Vậy chúng ta là gì? Người ta gọi chúng ta là gì thầy kệ, còn chúng ta phải biết chúng ta là gì. Vậy chúng ta là gì? Gốc rễ của chúng ta là gì? Ở trong Kinh Thánh, gốc rễ của chúng ta trước hết, chúng ta là những người được Chúa chọn. Vậy nhớ ghi câu đó đã nhỉ? Chúng ta là những người được Chúa chọn. Chúng ta không phải là những người sáng kiến đầu tiên chọn Chúa trước,
mà là chúng ta được Chúa chọn trước, rồi chúng ta bước theo Ngài. Như vậy sáng kiến đầu tiên không phải là chúng ta mà là Chúa. Người ta hay lẫn lộn theo đạo, nghĩa là chúng ta là người đi trước, chọn, chọn đạo. Tôi chọn cái đạo này, tôi chọn cái đạo kia, nên người ta bảo tại sao mày chọn cái đạo này, mày bỏ cái đạo kia. Người ta coi cái chuyện theo tôn giáo là cái hành vi đơn thuần của con người. Chật lất, chật lất. Chúng ta có quyền tự do, nhưng trước hết chính Chúa gọi chúng ta cái đã. Và Chúa dùng cách này hay cách khác khơi gợi nơi chúng ta, rồi từ đó chúng ta bước theo Ngài. Thì đến phần thứ hai là chúng ta dùng quyền tự do để đáp lại lời Chúa kêu gọi. Chúng ta nhớ chưa? Thầy nói lại anh em. Đầu tiên hết, chúng ta được Chúa gọi. Chúng ta là những người được Chúa tuyển chọn, Chúa gọi. Nên chúng ta còn có một cái tên này, chúng ta là dân được tuyển chọn. Dân được tuyển chọn. Mà chúng ta là dân được tuyển chọn nghĩa là chúng ta không có phải là cái gì độc đáo, mà là tình thương của Thiên Chúa tuyển chọn chúng ta, và chúng ta tạo thành dân của Người. Điều này khởi đi từ một dân Chúa chọn là dân Do Thái, dân Israel. Tổ tiên của người Do Thái là Abraham, là một bộ tộc giữa nhiều bộ tộc. Chúng ta cứ lấy ví dụ Việt Nam cho dễ hiểu. Chúng ta thấy bây giờ chúng ta thấy ở Việt Nam có 54 dân tộc thiểu số, và mỗi một dân tộc thiểu số thì có một tổ tiên riêng, có bộ lạc riêng. Dân tộc Cơ Ho, dân tộc Chai, dân tộc Mường, dân tộc coi là Hán, Mán, vân vân và vân vân. Chúng ta cứ lấy vậy. Thì dân Do Thái làm đầu tiên hết cũng là một bộ tộc. Khởi sự đầu tiên là một bộ tộc. Họ chưa thể là một quốc gia, họ là một bộ tộc. Thế mà sao Chúa lại chọn cái bộ tộc này, tổ tiên đầu tiên của họ là Abraham, để đi theo Chúa? Và ông, quyền tự do của ông là gì? Là Chúa gọi ông đầu tiên. Không có hiểu tại sao mà Chúa gọi tôi. Nhưng mà cái chuyện là cái quyền tự do của ông là gì? Là bước theo Chúa, đi đến nơi Chúa chỉ. Như vậy thì khởi đầu tiên hết, các con nhớ nhầm, chúng ta là dân được Chúa tuyển chọn. Và hình ảnh Thiên Chúa tuyển chọn này khởi đi từ Abraham, là gốc của người Do Thái, tổ tiên của người Do Thái. Chúa chọn để làm gì? Tất cả chúng ta đây, Chúa chọn đầu tiên hết, Chúa chọn để làm gì? Chúa chọn để làm dân riêng của Người. Chúng ta ghi cái hai, bước thứ hai là dân riêng của Người. Chúa chọn làm dân riêng của Người. Mà tại sao lại chọn làm dân riêng của Người? Để mục đích gì? Chúa chọn, Chúa tất cả Chúa chọn chúng ta. Và vì Chúa chọn như vậy, bây giờ Chúa chọn dân riêng của Người làm ba chức năng này. Làm ba chức năng này. Dân riêng của Người làm ba chức năng này. Thầy nghe đây. Bây giờ thầy ôn lại cho các trò để các trò nhớ đi không? Chúng ta qua ơn bí tích thánh thể, thánh tẩy, chúng ta là dân tư tế, dân vương đế và dân gì? Dân gì? Ngôn sứ. Có nghe đó bao giờ chưa? Nghe đó chưa? Chúng ta qua ơn bí tích thánh tẩy, chúng ta sẽ thi hành ba chức năng này: tư tế, tiên tri và vương đế. Tiên tri hay ngôn sứ cũng được. Cái dân riêng này làm ba việc: tư tế, tiên tri và vương đế. Là ba việc. Không có dân nào mà làm ba việc này hết. Lạ chưa? Do đó hôm nay chúng ta phải tìm lại cái ý nghĩa đầu tiên. Chúng ta được Chúa gọi, và Chúa gọi làm vì tình thương của Ngài tuyển chúng ta. Không phải công trạng của chúng ta, mà ông chả có cái gì. Chúa gọi thôi. Cái tình thương Chúa gọi thôi. Rồi kế đến và gọi làm dân riêng. Mà dân riêng để làm ba việc này: một, tư tế; hai, tiên tri; ba, vương đế. Ba, vương đế. Thế thì khi mà Chúa chọn chúng ta làm dân riêng ba cái thứ này, thì thứ nhất là tư tế. Chúng ta ghi là tư tế nghĩa là gì? Tư tế nghĩa là
phụng thờ một mình Thiên Chúa mà thôi, không có phụng thờ ai hết, một mình Thiên Chúa mà thôi, duy nhất một mình Thiên Chúa, chỉ phụng thờ một mình Thiên Chúa thôi. Tại sao vậy? Đây, nó có ba cái mục đích này, có ba cái mục đích này. Thầy cứ nói đến, ví dụ đây nha, thầy viết trên bảng này, các trò ròm bên trên bảng này, thầy cứ nói là thầy dạy là cứ nói 1, 2, 3 là phải nhớ ghi vẽ ra chân chim cho nó khỏi lộn xộn nhá. Thứ nhất, đầu tiên thế này, Chúa chọn, xong rồi ra thành dân riêng đó. Mai mốt viết xong rồi phải ra còn dạy người khác được nữa chứ còn không biết được mọi lần. Dân riêng, dân riêng để làm cái công tác gì, gọi là chức năng đó, chức năng của dân riêng đó. Dân riêng thì chức năng của dân riêng đó là gì? Tư tế tiên tri và vương đế. Nhưng trong cái tư tế này nó có ba cái điều quan trọng. Thấy chưa? Thấy chân chim chưa? Phải nói khi mà trình bày năm mình phải nói cho gọn gàng mạch lạc, vậy thì người ta mới hiểu được. Chứ cứ nói cứ tu mì chả biết được, là cứ rối giống như canh hẹ. Có biết canh hẹ không? Giống như canh hẹ. Đấy. Có ba điều, tư tế này có ba điều. Nhìn thấy chưa? Ở bên kia con có nhìn thấy không? Đáng cố gắng không nhìn thấy thì chúng con đeo kính hiển vi vào. Đeo kính lúp vào. Tư tế có ba cái. Thứ nhất, tôn thờ chỉ một mình Thiên Chúa mà thôi. Tôn thờ một mình Thiên Chúa mà thôi. Tôn thờ một mình Thiên Chúa mà thôi. Tại sao mà tôn thờ một mình Thiên Chúa mà thôi? Đây chính là điều này. Chúng ta lưu ý là thời trong Kinh Thánh, đặc biệt là với tổ phụ Abraham là tổ tiên đầu tiên của người Do Thái. Các con có hiểu tại sao cha nói Abraham là tổ tiên đầu của người Do Thái không? Có hiểu không cha nói không? Có hiểu hôm nọ cha dạy Kinh Thánh được, có nhớ cái này không? Hay là ôn lại tí cho nó nhớ? Ôn lại nhé. Có nhớ không? Nhớ cho tay cha xem mà cha nói luôn. Nhớ Abraham là tổ tiên đầu tiên của người Do Thái nhớ không? Rồi, được rồi, cha khỏi nói quanh lại mất thời giờ. Thế thì lúc bấy giờ Abraham là một bộ lạc ở cái vùng Ua là Iraq bây giờ. Ở Iraq bây giờ là vùng đất lớn, có nhiều bộ lạc, nhiều bộ lạc lắm. Thì Abraham là một bộ lạc. Chúa gọi Abraham bỏ Ua đến Canaan, tức là đến vùng mà ta gọi đất Palestine hiện nay. Thì chỗ Iraq đến Palestine hiện nay đi rất là xa. Ta nói ví dụ như thế này cho nó dễ hiểu, giống như từ Ấn Độ mà đến Việt Nam vậy, rất là xa như vậy đó. Mà Abraham phải bỏ quê hương của mình đi đến vậy đó, từ Ấn Độ đến Việt Nam vậy. Nói vậy cho nó dễ hiểu. Thế thì khi Abraham ở ngay tại gọi là Iraq như vậy thì nhiều bộ lạc chung quanh lắm, nhiều lắm. Mà tại sao lại Abraham lại Chúa lại chọn bộ lạc của Abraham mà không chọn chỗ khác? Thì ở đây nó có yếu tố này, là cái thời đó vì là nó chưa có được gọi là trưởng thành, do đó bộ lạc nào cũng vậy. Vì họ mà, thứ nhất ta nói như thế này cho dễ hiểu, mà theo kiểu nói của vô thần á, là lúc bây giờ kiến thức nó còn kém nên cái gì cũng sợ hết. Mưa cũng sợ thần mưa, nắng là sợ thần nắng, động đất là sợ thần động đất, nước là sợ thần nước. Nghĩa là cái gì sợ cũng gắn cho thần hết, cái gì cũng gắn cho thần hết, vì không giải thích được, không giải thích được nên gắn cho thần hết, mọi thần họ thần kia. Thầy nói cái trò như này nghe không? Thực sự là cái não trạng đó mà không có giải thích được về mặt khoa học, đôi khi người ta tự đặt ra những cái vị thần đó để giải quyết cái việc này mà bây giờ họ không tự giải quyết được về mặt khoa học. Thì hiện nay giờ phút này đây, cái não trạng đó trong thế kỷ thứ 21, mặc dù là khoa học phát triển rất mạnh, vẫn còn âm ỉ trong lòng con người, mà người chúng ta đặt tên cho nó là mê tín dị đoan theo Chúa, nhưng mà nhiều khi đức tin nó không vững hay là không giải thích được thì cứ đi tin cái này này, tin cái kia, cái tin cái nọ, cứ tin lung tung tất cả, nó cứ giống như một mớ bòng bong vậy. Thì cái não trạng đặt ra những ông thần nọ, ông thần kia để mà giải thích cái điều này, giải thích trong cái đời sống của mình á, thì đầy dẫy. Có thể nói là cái thời của Abraham đó là cái hàng bao nhiêu bộ lạc là bấy nhiêu ông thần, họ cứ nghĩ ra như vậy. Thế thì có một cái điều độc đáo là lúc bấy giờ Chúa gọi Abraham, thì Abraham hỏi có hiểu, có biết về Chúa
tường tận mạch lạc chân lý về Chúa như chúng ta hiểu hiện nay không? Có hiểu như chúng ta hiện nay không? Các trò có hiểu không? Ai nói là không giơ tay thầy xem, là thầy đã dạy rồi nhiều để nhớ. Abraham có hiểu về Thiên Chúa, về Chúa của mình như là chúng ta hiểu hiện như Chúa hiện nay không? Không. Nhớ chưa? Giỏi, các trò học như vậy là thầy vui rồi đó, là nhớ bài rồi đó. Không. Mà thầy cũng nói luôn bây giờ luôn đây này này. Ngay khi các thánh tông đồ, ngay khi các thánh tông đồ mà Chúa Giêsu ở với các ông đó, ở với các ông đó, khác mọi sự đó, cách đây 2000 năm, và những điều chúng ta biết đầy đủ về Chúa Giêsu, hỏi hỏi các thánh tông đồ và ngay những cả những cái người mà ta thể nói là thời Chúa Giêsu, các người đi theo Chúa có hiểu về Chúa Giêsu cặn kẽ rõ ràng như chúng ta hiện nay không? Không. Cả một tiến trình dài cứ từ từ chúng ta khám phá, nó không có thể nào mà được. Thế thì Abraham về các ông thần của mình như thế nào? Có phải là thần sấm, thần sét, thần nước, thần non, thần đất không? Thì chưa bao giờ Abraham nói như thế. Lạ thế chưa? Đây là một cái điều rất ngạc nhiên, là thời đó tại sao người ta thường hay gán cho vật chất là những ông thần, mà Abraham không hề bao giờ nói như vậy. Nhưng mà ông thật Chúa, ông thần mà của mình đó, của Abraham tôn thờ đó, nó như thế nào thì Abraham cũng chưa rõ, vì Chúa chưa tỏ ra, chưa mặc khải cho hoàn hảo. Như vậy thì việc đầu tiên hết, không có sự lẫn lộn giữa vật chất được tạo thành thần và Thiên Chúa thật. Các trò có hiểu thầy nói không? Ngay từ thời Abraham không có sự lẫn lộn, trong khi các dân tộc và các bộ lạc thì gán cho vật chất là những thần nọ thần kia. Nhưng Abraham một điều độc đáo, khác biệt so với tất cả các bộ lạc, là không hề bao giờ gán cho Chúa là một cái ý niệm vật chất được tôn thành thần. Nắm chưa? Nắm chỗ này chưa? Nắm rồi, ai nắm thì cha thầy nói, nắm hiểu thì hiểu, hiểu thì cha nói tiếp. Còn không cha cứ nói, cứ miên man để chẳng hiểu cái thứ gì thì chết. Ra khỏi lớp là phải hiểu thầy dạy học cái gì, nghe chưa? Rồi, thế thì ông thần đó như thế nào? Thì Chúa sẽ bắt đầu đi từng bước dạy cho Abraham. Khổ thay, Chúa lại không hiện ra lù lù như thầy đang giảng như thế này, để Chúa nói rõ luôn, đây, ông thần của ngươi là thế này, thế này, thế này, để khỏi phải cãi cọ. Chúa lại không hiện ra như vậy mới khổ chứ. Thế thì bây giờ làm sao? Chúa cứ từ từ từng bước, mỗi một lần tí, mỗi lần một tí, bằng cách nào? Qua các biến cố, qua sự kiện. Thế thì Abraham đưa con cháu đến đất Canaan, sinh sôi nảy nở. Thế thì đến Canaan lại cũng đầy hết các bộ lạc cũng đang ở đó. Nào như cho đến khi mà dân phát triển lên rồi, sang đất Ai Cập, quay trở về đất hứa, thì nào, lúc bây giờ thì có nhiều quốc gia, Ammon này, Moab này, Philistine này, các chủng, các dân tộc, cũng giống như vậy thầy nói nha. Thầy nói ví dụ vậy là dễ hiểu. Hồi xưa đó, chúng mình bây giờ thì là cả là khá rồi đó. Hồi xưa gọi là nước Đại Việt, có biết nước Đại Việt là nước nào không? Nước nào? Nước mình. Cái chữ nước tên Việt Nam là có từ hồi nào, nói thầy nghe xem. Đại Cồ Việt, có biết nước Đại Cồ Việt không? Có biết không? Có phải của mình không? Rồi, đúng rồi. Đại Việt cũng là mình cái gì phải không? Việt Nam cũng là mình cái gì phải không? Biết Việt Nam là bắt đầu tên nó có từ hồi nào biết không? Ai biết nói về lịch sử Việt Nam, tên tình tên của chúng ta là Việt Nam bắt đầu có từ thời nào? Ai biết về lịch sử giơ tay thầy nói xem. Ai trong nhà thờ này biết chúng ta có phải mình là nước Việt Nam không? Có phải không? Rồi, biết được Nam, nhưng mà là nước Việt Nam, biết mình có tên Việt Nam từ hồi nào, giơ tay thầy xem nào. Thầy quân Việt Nam không biết mình là có tên Việt Nam từ đời nào. Từ thời Nguyễn nha. Tức là thế kỷ thứ 19 bắt đầu mới có thời Nguyễn đó, thời Nguyễn và thời Nguyễn. Thế bắt đầu mới đổi tên thành nước Việt Nam, thành Việt Nam đó. À cái thằng Pháp á, nó gọi mình là, nó không gọi là Việt Nam, cự lắm. Cha đi sang học Pháp á, là mấy người Việt Nam là ghét nó lắm,
mày không có được. Nó không gọi Việt Nam mà là, anh biết, chúng ta biết là thằng Pháp á, nó đến Việt Nam thế kỷ thứ 10 năm 1858 là khi nó đánh vào, nó Pháp nó bắn vào trong Đà Nẵng đó để bắt đầu đó. Nhưng mà trước đó người Pháp đã đến rồi thì nó gọi mình Việt Nam là Anamit. Anamit mình nghe mà mít mít nghe được tức. Anamit, nó gọi mình Anamit rồi. Nó còn đặt tên cho mình, nó gọi là ở miền Bắc á gọi là Cochinchin, còn nó cả cái vùng Đông Nam Á này nó gọi là Indochine. Nó cứ xin 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 tức là China đó. China, biết China không? China là cái gì? China là Trung Quốc. China là Trung Quốc. Nó gọi là Indochine, nó gọi là Cochinchin, nó toàn bảo là miền Nam của Trung Quốc không à. Nó không có gọi mình là Việt Nam. Hỗn vậy, mấy thằng Tây nó hỗn vậy. Nó cứ gán cho mình là Nam của Trung Quốc, ở vùng biên của Trung Quốc. Xin xin đó, xin xin đó, China đó. Thế là mà mấy cha đi sang bên Pháp, mấy mà nó quen rồi. Mấy cái thằng Tây á, từ tổ tiên nó cứ gọi là Indochine với lại cái này Cochinchine thì xin là dân Đông Dương với dân của miền Nam Trung Quốc. Thế là mấy cái người Việt Nam sang đó, mày tao không có phải là xin xin, tao là Việt Nam, Việt Nam. Thì bây giờ các con cứ chịu khó về học lịch sử Việt Nam nhé. Cha thấy cha đang dạy cho người Việt Nam giống như người ngoại quốc hết tất cả thế này. Giống như người ngoại quốc hết tất cả. Lịch sử Việt Nam chả có biết gì. Chán thật đấy chứ. Con cái Việt Nam mà lịch sử Việt Nam giống như đang dạy cho người ngoại quốc ấy. Giống như dạy Campuchia đấy. Mà thật, cha thấy hỏi về lịch sử Việt Nam bây giờ đứa trẻ nó chả biết cái gì, không biết nó học cái gì ở trong nhà trường, cha chả hiểu nữa. Thôi, bây giờ quay trở lại này. Thế thì hồi đó mình là nước nhỏ lắm, ở miền Bắc chúng ta chỉ có đến có chỗ là Quảng Bình, Quảng Trị thôi à. Quảng Bình, Quảng Trị thôi. Chính sang mà đến cái thời Chúa Trịnh, Chúa Nguyễn bắt đầu mới ăn xuống phía xuống chỗ Huế đó. Huế là sau này mới có đó. Chứ còn cho đến Quảng Bình, Quảng Trị là đi ra ngoài Bắc thôi, có vậy thôi. Rồi sau đó dần dần chúng ta tràn xuống, xóa tên bố lên một quốc gia, tên nó là nước gì biết không? Chăm Ba, nước Chàm, xóa tên luôn nó như vậy đấy. Thế thế chứ. Xong rồi dần dần chúng ta xuống tới miền Nam này nữa, là cái vùng Sài Gòn đấy này là của người Khmer. Nó năm 1979 nó đánh lấy luôn cả cái Sài Gòn, nó đòi lại của tổ tiên đó. Nói đúng cho chúng này, ngày xưa chúng ta cũng là một tiểu quốc thôi, bé thôi. Bây giờ chúng ta lớn ra rồi đó, bởi qua 2-3 thế kỷ, 300 năm, Sài Gòn 300 năm là bắt đầu lớn ra, chúng ta chiếm là giờ chúng ta thành to, to hơn Campuchia, to hơn Lào, chứ còn trước chúng ta còn bé lắm, không có bé vậy đâu. Thế thì có một cái tật là thế này, là lúc bây giờ người Do Thái đến, thì chung quanh có các cái dân tộc, có các dân tộc, mà có một cái điều lạ thế này, người Do Thái đến, chúng ta lưu ý một cái chi tiết này thì đúng là trong cái phương diện lịch sử thì thôi cứ việc phê tây phê bình là Chúa ban đất hứa cho người Do Thái khi lúc bây giờ họ là thân nô lệ ở Ai Cập. Thì giờ Chúa bảo ta đưa cho các ngươi về đất hứa. Đất hứa ở đâu? Chúng ta lưu ý đất hứa của người Do Thái không phải là đất hoang mà là cái gì? Bây giờ từ bên Ai Cập là nô lệ đi về đất hứa là gì? Ta nói thí dụ như về cho dễ hiểu, từ Thanh Hóa đất hứa của người Việt Nam là tràn xuống Chăm Ba, xóa tên mía cái Chăm Ba đi, thế là đất hứa đó. Đất hứa là xóa tên người ta đi. Thế là quân Do Thái từ với Ai Cập tràn về, xóa tên luôn là quốc gia Moab, xóa tên luôn Ammon, xóa tên luôn nước Philistine, thành là đất hứa đấy. Đất hứa đấy, đất hứa đấy. Nhà người ta, ta gọi là bành trướng, ta gọi là bành trướng, chiếm của người ta, thế là thành của mình. Làm gì có đâu. Thế là ra đất hứa. Ở ra đất hứa. Đất hứa là gì? Là đất đi lấy của người ta. Cứ ghi âm cái này để cho người ta học nhé. Đất hứa là đấy, lấy của người ta, thành là đất của mình. À, thế lấy của người ta thì bây giờ mình chỉ có điều là lấy của người ta. Cũng giống như ta nói, người Việt Nam chúng ta tràn xuống, xóa tên Chăm Ba đi,
xóa tên cái nước tràm đi. Xóa đi thì có nghĩa là mình thống trị người ta, mình đến mình làm chủ, mình lãnh đạo. Nhưng mà người chăm ba, người ta vẫn ở đó, người ta không đi đâu. Trước đây thì người ta có quyền riêng, bây giờ người ta phải chịu lệ thuộc, bị người Việt Nam đô hộ. Ta nói vậy đấy, bây giờ đô hộ hay ta đồng hóa luôn. Bây giờ trước đây nó là ghi là dân tộc chăm ba hay là quốc gia chăm ba, bây giờ nó lại thành như thế này này: quốc tịch Việt Nam, dân tộc chăm. Thế đây rắc rối vậy chứ. Nghĩa đồng hóa nó thành người Việt Nam, nhưng mà nó lại là dân tộc chăm. Còn trước đây nó là người chăm và dân tộc chăm. Bây giờ nó trở thành ra không còn quốc gia nữa, gọi là người Việt Nam mà dân tộc chăm. Các con có hiểu cha nói không? Xóa tên nó đi như vậy. Thế thì khi đến vậy, cũng giống như người Do Thái đến, xóa hết mấy cái nước kia đi, đến ở đó. Nhưng mà người ta đâu có đi, người ta ở đó. Thế người ta ở đó đó, thì văn hóa, phong tục của tổ tiên họ vẫn giữ. Họ chỉ có điều là bây giờ họ bị mình thống trị thôi. Còn họ vẫn văn hóa. Cha nói cái này nó nhỏ nha. Cha nói nhỏ, nó nhỏ nhưng mà ghi âm nha, để cho mọi người trên toàn thế giới cùng nghe. Nói nhỏ có nghĩa là cái này không có nói công khai, nhưng mà giảng giữa lớp nha, thì gọi là nói nhỏ. Cha đây sống ở trong cái chế độ này đó, khi mà 1975 đến cho đến giờ này 40 mấy năm rồi, cha có nhận xét là thế này. Hồi mới 1975 đó là các lễ hội của các nơi từ Bắc chí Nam, các loại hội nọ, lễ hội này, lễ hội kia, lễ hội đô vật vật vật, với lại cái gì làng này làng kia, khắp từ Bắc chí Nam không hề có, mọc như nấm như hiện nay. Bây giờ thì cứ làng nào cũng có hội hết. Hội nọ, hội kia, hội vật, hội viếc, hội trâu, hội bò, hội nọ, hội kia, đủ loại hội hết. Festival cùng hết tất cả. Ngày xưa chả có gì. Thế thì người ta bây giờ á, người ta tôn vinh cái văn hóa đó. Cái văn hóa này, văn hóa kia của làng nọ, làng kia, thực chất là của các dân tộc. Thực chất là của các dân tộc. Chứ chính quyền này chả có bịa ra được cái văn hóa đó. Mặc dù là anh thống trị họ, anh cầm quyền họ, nhưng cái văn hóa đó cứ từ hết đời nọ sang đời kia, họ nuôi dưỡng, bây giờ có cho cơ hội họ phát triển thôi. Thế thì y như vậy, dân Do Thái đến chiếm, xóa tên các cái quân tộc đó ở đấy, thì người ta vẫn là ở đấy. Thế là người ta có những cái lễ hội, lễ hội cúng thần Ba La Am, là thần đất, thần nông nghiệp. Có nghe tới thần Ba La Am không? Các con ai nghe thấy trong Kinh Thánh nghe tên thần Ba La Am, giơ tay cho xem cho nào. Đấy, đúng rồi. Đây là một ông thần, đây là một vị thần rất danh tiếng của các dân tộc. Người Do Thái bắt đầu vào trong đó, Chúa của mình. Nhưng mà bây giờ mình Chúa không có hiện ra, Chúa nói Chúa như thế nào? Mà bây giờ mình đến ở cái vùng đất mà mình chiếm, mà dân này nó tôn sùng có một cái thần tên là thần Ba La Am. Thần đó là thần nông nghiệp. Bây giờ mưa gió hay là cây cối tươi tốt, cứ đi lại cái ông thần Ba La Am đó, xin ông thần Ba La Am cho chúng tôi được mùa lúa dồi dào, hay mùa thuận gió hòa. Thế thì thấy dân chung quanh nó cứ cúng kiếng thần Ba La Am, mà trong khi mình thì Chúa của mình không có hiểu. Thế là thôi, đứng hai chân, Chúa thì vẫn là Chúa đấy, còn bây giờ Ba La Am thấy người ta cúng kìa, cho em cúng với. Thế là rước Ba La Am vào nhà, rước Ba La Am vào nhà để cúng như người ta. Chúa nói tư tế đó là gì? Chỉ một mình Chúa là Chúa, không có Chúa nào khác. Ta dùng từ là một mình Chúa là thần, không có thần nào ác. Các ngươi đừng có rước Ba La Am vào trong nhà. Các ngươi đừng có nhìn chung quanh người ta làm sao các ngươi đi bịa ra như vậy. Có cái chi tiết này này, cha nói cho con nghe, cha cũng chịu đồng ý cái cách chú giải Kinh Thánh này. Là lúc bấy giờ, khi Môi-se lên trên núi gặp Chúa 40 đêm ngày trên đó, thế xuống thì người ta thấy Môi-se lên trên núi cầu gặp Chúa,
Lúc bây giờ Môi-se dẫn dân Do Thái từ đất Ai Cập trở về. Thế thì đang lúc lên núi gặp Chúa, Chúa sẽ đưa 10 điều răn trên hai phiến đá. Thì ông này ở trên núi 40 ngày. Dân chúng bảo các ông phải gió này đi đâu mà chẳng thấy xuống gì cả. Thế là dân chúng ở dưới gom hết vàng bạc châu báu của nhau, đúc một con bò vàng. Đúc một con bò vàng. Đúc con bò vàng nhảy múa nhảy múa. Lúc mà Môi-se trên núi xuống, mẹ bố mấy cái quân này vắng chủ nhà cả vọc đôi tôm, bây giờ nó ở dưới mình đi vắng có 40 ngày rồi, nó đúc con bò nó lạy van như thế kia. Thế là Môi-se bực cả bà mình, cầm hai cái phiến đá mà Chúa giao cho trên núi xuống, ném cái tôm một cái đập tan cái con bò ra, bắt tán ra thành nước cho mày uống, cho mày trắng mắt mày ra. Thế là chừa đi. Có biết tại sao con bò không? Cha chịu cái cách chú giải kinh thánh này, cha chấp nhận cách chú giải kinh thánh này thì dễ mới hiểu được. Là lúc bấy giờ Môi-se lên trên núi, không có ai lãnh đạo, không có ai hướng dẫn, thì dân chúng ở dưới thì cứ mơ màng vậy thôi, cứ ở đấy đợi đợi cái người lãnh đạo xuống, không có ai hướng dẫn. Thế thì nó bị cám dỗ ở dưới, là chung quanh đây là nông nghiệp. Đối với người mà rất dân chung quanh, thần Ba-la-am là ai? Thần Ba-la-am là một vị thần mà họ gán cho nhiều hình ảnh, miễn là cái điều đó là tốt. Con bò chính là cái con đi cày, đó là thần Ba-la-am. Thần Ba-la-am là mưa, thần Ba-la-am là con bò, thần Ba-la-am là nước, thần Ba-la-am là mọi hình thái mà phục vụ cho cái nhu cầu nông nghiệp. À, thế thì bây giờ con bò chính là cái hình ảnh của thần Ba-la-am. Bây giờ chắc bây giờ Chúa của mình cũng giống vậy. Thế là họ cứ nghĩ Chúa như con bò, họ đắp con bò, họ thờ lạy. Thì trong cái nhìn á, trước hết họ phản bội, họ phản bội Chúa. Không phải là họ phản bội, là họ quay ngược Chúa, quay ngược lại, chống lại Chúa. Nhưng mà họ hoàn toàn lệch lạc về cách nhìn về Chúa, mà gán cho Chúa như một ông thần của Ba-la-am. Các con có hiểu cha nói không? Hiểu, ai hiểu cho tay cha xem nào. Họ gán cho cái hình ảnh của Chúa là khuôn mặt của Ba-la-am. Đó, đó chính là cái điều đó. Ngoài ta ra không có một Chúa nào khác. Vì thế tất cả mọi hình thái Ba-la-am hay hình thái của các thần, đó không phải là ta. Vậy các ngươi chỉ biết một mình ta, vậy ta sẽ như thế nào? Ta sẽ dạy cho các ngươi biết khuôn mặt của ta như thế nào. Không phải một lúc, và từng bước các ngươi sẽ thấy khuôn mặt của ta. Vậy trước hết, tư tế nghĩa là ngươi không được thờ phượng bất cứ ai, bất cứ thần nào ngoài ta là Chúa. Thứ hai, tư tế nó là gì? Tư tế nó là gì? Là các ngươi sẽ được tuyển chọn để phụng thờ Chúa, phụng thờ Chúa một mình Chúa mà thôi, và các ngươi sẽ trở thành dân phụng thờ của ta. Nói cách khác là thế này cho dễ hiểu này. Chúng ta là dân tư tế, và chỉ chúng ta là những người xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa. Nếu Chúa không cho chúng ta cái khả năng phụng thờ Chúa, chúng ta không tự mình mà phụng thờ Chúa được. Đây là cái ví dụ đây, các con nom lên đi cha này, cha cắt nghĩa là dễ hiểu này. Nhờ ơn bí tích thánh tẩy, chúng ta mới có khả năng phụng thờ Chúa đúng điều Chúa muốn. Còn nếu không nhờ bí tích thánh tẩy, chúng ta không làm được đâu. Ví dụ, đây ví dụ này, hỏi người chưa lãnh bí tích thánh tẩy đi nhà thờ rước lễ được không? Không. Hỏi người chưa lãnh bí tích thánh tẩy lên đọc thánh thư được không? Không. Mà cha nói các con nghe, từ khi cha đi du học về đó, cha du học về á, đây là cái dọc Sài Gòn này là là đám cưới hai đứa, một đứa có đạo, một đứa không có đạo. Thế là ông cha ông cho cả hai đứa, đứa có đạo cũng đọc thánh thư, đứa không có đạo cũng đọc thánh thư. Biến cái tòa giảng này là cái nơi để cho có vợ và có chồng tào lao thiên địa, tầm bậy tầm bạ. Giảng đài không phải là nơi để mà đọc, giảng đài là nơi công bố lời Chúa, và phải có tư cách mới được công bố lời Chúa. Người không có chức tư tế phổ quát không được phép lên công bố lời Chúa. Không phải là dân tư tế không hành động được,
Nhớ quan trọng lắm nha. Cha cũng nói luôn á, cha dạy hồi đó, cha dạy phụng vụ trong giai phận này, là một số ca đoàn á, là có những bạn không công giáo theo các bạn công giáo đến hát nhà thờ. Nhà Sài Gòn là nhiều lắm, đi theo các bạn công giáo đến hát trong ca đoàn, mà có những bạn không công giáo giọng solo rất tốt. Và cha nói thẳng trong tờ, cha nói Đức Thồng Y Mẫn hồi đó đó, Đức cha phải ra văn bản vì một số ca đoàn hiện nay cho những người ngoại giáo hát solo trong nhà thờ, mà trong nhà thờ khi cử hành phụng vụ đó, anh hát solo là anh thay mặt cộng đoàn để hát dâng lên Thiên Chúa. Anh không được phép làm như thế. Anh muốn hát, anh là người ngoại giáo, anh muốn hát, tổ chức cho anh một cái buổi diễn nguyện ngoài sân khấu kia. Bao nhiêu anh không có đạo, tha hồ lên sân khấu mà hát. Cử hành thánh lễ, đây là một cử hành thánh. Mọi người thi hành chức năng ở trong nhà thờ, trong cử hành phục vụ. Và anh solo, nghĩa là anh nhân danh cộng đoàn thánh của chúng tôi để hát, thì anh phải có chức tư tế anh mới hát được. Anh không phải có cái giọng hay mà anh solo được. Bây giờ là thôi rồi đó, có được bậy bạ hay sao? Có nghĩa là hát được là lên hát thôi. Biến cái ca đoàn trở thành là cái gì? Là cái nơi gọi là để diễn. Cha cũng nói luôn, có Sơn Nhung đây, đấy là ca đoàn nè. Còn có ai ai ca đoàn đây nữa không con? À, cha thấy, cha thấy đi sang làm đệ đó, hình như ai cũng vẫy nhịp cả hay sao? Có phải không con? Thế mà nó vẫy cái gì cha chả hiểu nữa. Hát hát đang lúc rước lễ, cha bảo không biết là nó ngân hay là nó kéo chèo hay là cái gì nó biết. Lúc mà sau nó với giám sư Liên bảo hôm nay cái lúc mà nó rước lễ nó hát cái gì vậy. Xong rồi sư bảo cậu có thấy hôm nay nó vỡ tuét tòa le ra không? Nó vỡ tuét tòa le ra. Chúa tôi ơi, thôi được các con. Cha nó hay nói với chị Tổng về này, trong nhà mẹ là cái nơi chịu đựng nhân đức. Trong nhà mẹ là cái nơi chịu đựng nhân đức, là bởi vì thế này, tất cả từ nhà tập tiền tập các cái thứ nọ kia phải huấn luyện cho nó đứng vẫy chứ. Nó hát như mắm cũng cho nó hát. Rồi làm sao? Nó cứng cát, nó đủ lông đủ cánh để đến khi nó ra sứ thì cho nó ra sứ. Còn trong nhà mẹ cứ cắn răng mà nghe nó hát như mắm vậy, cứ cắn răng mà chịu vậy. Huấn luyện mà, huấn luyện thì phải chịu vậy. Nó khua. Ngày xưa cuốn kia nó còn bé nó không biết, thì cha còn thầy ấy làm con, cha làm thầy, cha cũng hay lý la lý lô lắm. Sứ không có ai vẫy nhịp cho con. Ê cha sứ bảo vậy này, con ơi chẳng có ai hết, được có làm con, được có lòng nhiệt thành. Cha cứ ngày nào chúc cũng ra đây tập hát này con, giống như Sơn Nhung bây giờ, cha cứ vẫy như vậy. Vậy sau nó bảo thầy quấy cháo. Nó bảo thầy quấy cháo, không biết đâu, miễn là hát được là được. Nhưng mà cái vô vô, nó bảo thầy quấy cháo. Cái sư Thái Bình nó bảo thầy quấy cháo. Cho đến khi làm linh mục nó cũng bảo thầy quấy cháo. Thầy quấy cháo, cũng có nghe thấy quấy cháo không? Thầy quấy cháo. Thôi, không có người thì mình làm được. Thôi, nghe đây nè, là chúng ta lưu ý thế này, trong cử hành phụng vụ hát, hát thì không nhấn mạnh vào hát mà là cầu nguyện bằng tiếng hát. Tôi còn nhớ cái đó nghe không? Hát không phải là hát, nó khác với sân khấu lắm. Mà trong phụng vụ là cầu nguyện bằng tiếng hát. Vì thế cái cầu nguyện nó quan trọng hơn hát. Vì thế anh cầu nguyện bằng tiếng hát, thế thì anh hát làm sao mà tôi cầu nguyện được? Thì có là chức năng cầu nguyện bằng tiếng hát. Do đó anh hát mà tôi cầu nguyện được thì đúng, được. Còn anh hát mà tôi nghe nó ngứa cái lỗ tai là không được rồi đó, là không được rồi đó. Lại Chúa tôi hát mà nghe nó tức cả cái tai thì là không phải cầu nguyện, gọi là hát tức tai. Hát tức tai. Do đó hát em cầu nguyện được thì đúng. Vì thế là khi mà người ta nghe mình hát ấy, đây là cái chuyện đây này, cha nói không có sai đâu nhá. Cha nói cái này là cha nói về cái kinh nghiệm đức tin rồi mà xem. Để ý mà xem. Các bạn đi ra sân khấu nghe một số ca sĩ nó hát trên sân khấu, ngay cả những ca sĩ công giáo họ hát, các bạn nghe thì các bạn thấy rằng là nghe, tức là về cái phương diện mỹ thuật đó, họ dùng âm thanh họ rung hay là họ ngân gì đó thì mình thấy họ là có biệt tài. Nhưng mà đây, nghe đây, nghe đây, thì cái cá nhân họ, họ hát dùng cái rung ngân hay là cái gì 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 đó
thì mình nghe cái cá nhân đó, mình cảm thấy là à, cái người đó hát mình được về mặt kỹ thuật. Nhưng có một điều rất là lạ, 10 người thì cả 10 người đều nói thế này: cá nhân họ hát mình nghe, mình chấp nhận về cái kỹ thuật được, họ là ca sĩ. Nhưng 10 người cả 10 người nói: chúng con nghe những quân nhà tu á không hề solo, cả nhà không có solo hết, họ hát chung hết cả như vậy, họ không có solo. Thì khi họ hát như vậy đó, thì cái nhân nhà tu á thì nó nuốt cái lời nó thành cái lời cầu nguyện. Và cái lời cầu nguyện nó khi thì họ hát, họ không hát kỹ thuật, họ không phải là ca sĩ, nhưng mà nghe cả nhà tất cả cùng hát, thì cái lời đó nó làm cho tụi mình cảm được cái đức tin của cái người hát. Nên cùng cái bài đó mà cái người không có đức tin hát á thì nghe nó là âm thanh đập vào tai, nhưng mà cái người mà có đức tin hát thì cái lời đó nó làm cho cái người nghe cảm thấy là họ đang cầu nguyện bằng cái lời đó, mà tôi nuốt được cái hồn của cái lời đó. Và chính cha này này, cha đi tu là một phần là cha đi nghe ông cha ông trở đi dựa lễ khấn đó. Thí dụ một cái bài rất bình thường vô cùng, rất bình thường vô cùng, mà đi nghe trong chủng viện, trong nhà dòng họ hát, nó khác hoàn toàn nhiều cái đoàn lắm. Thí dụ rất đơn giản vô cùng, một cái bài rất là dễ, đơn giản vô cùng: hát lên bài ca ơi ngàn dân, hãy hát lên bài ca. Thí dụ vậy thì họ hát đó, thì họ hát như là họ mừng lên. Còn kia mấy cái người hát cái miệng cứ bè ra thôi, nó không có cảm. Do đó nó sự khác biệt giữa ca đoàn với người cầu nguyện hát là cái gì? Là cái người cầu nguyện đó, khi mà họ hát như vậy, họ chính đang cái lời đó họ làm cho cảm thấy tâm hồn của họ được rung động. Bên ông cha Kim Long, ông dạy cái này mà cha cũng nói, bởi vì nói bằng tiếng Latin thì nó rõ hơn. Ông nói cái này nè, là một số người giải thích về cái vấn đề hát đó rất là sai, là nói là hát hay là cầu nguyện hai lần. Có nghe tiếng đó bây giờ chưa? Hát hay là cầu nguyện hai lần. Các con phải nhớ nhé, đây là cái câu nói của Thánh Augustino. Hát hay đây ông dùng cái chữ tiếng Latin là bene, nghĩa là thế này: hát hay có nghĩa là anh hát mà cái nội dung đó nó làm cho tôi cầu nguyện được thì nó là hay. Còn anh hát mà tôi không cầu nguyện được thì nó là bình thường. Nên cái lời hát đó, nó làm cho tôi cầu nguyện được thì đó là cái bài hát nó cầu nguyện hai lần. Bây giờ khi tôi cầu nguyện, tôi đọc cái bài ca đó thì tôi cầu nguyện một lần thôi. Nhưng nhờ anh hát lên, anh cầu nguyện được cái bài hát đó, anh làm cho tôi nâng tâm hồn lên, tôi cầu nguyện được hai lần. Thì cái đó gọi là hát hay là cầu nguyện hai lần. Hát hay nghĩa là chính anh cầu nguyện và anh hát được cái lời đó làm cho tôi cầu nguyện được, thì tôi nâng tâm hồn tôi lên, thì đó là hát hay, cầu nguyện hai lần. Có hiểu cái hát hay là cầu nguyện hai lần chưa? Có hiểu không? Hát hay ở đây không có nghĩa là hát kỹ thuật rung hát hay. Xin lỗi cha mà nghe mấy ca sĩ nó hát đó, cha không có cầu nguyện được hai lần đâu, mà cha lộn tiết hai lần đấy. Lại Chúa tôi, lời của Chúa đây mà nó đang làm loạn xì ngầu tất cả kia. Không được đâu. Mà hát là có cầu nguyện thì mình cầu nguyện được. Đó, nhớ nhầm. Hát hay là cầu nguyện, nghĩa là cha hay nói ca đoàn lắm. Khi các bạn hát, trước khi các bạn hát, các bạn nhớ, các bạn phải nuốt cái lời đó trong tâm hồn, và các bạn đọc cái lời đó, hiểu được cái lời đó, thấm nhập vào trong lời, các bạn hát ra một cái là các bạn đang cầu nguyện bằng cái lời đó, là các bạn làm cho chúng tôi cầu nguyện được, là tôi cảm ơn các bạn, tôi cầu nguyện được hai lần đó. Nhớ chưa? Nắm chưa? Đó. Do vậy bị quay trở lại này, chức tư tế. Không có chức tư tế, hay nói cách khác, không phải là con Chúa thuộc về dân Chúa chọn, thì không có tư cách để mà làm việc tư tế, vì Chúa không ủy cho làm cái điều đó. Vì thế người không được rửa tội là chưa có chức tư tế, thì không hành động nhân danh chúng ta được, không có lai thay chúng tôi được, không có hát thay chúng tôi được, không đọc thay lời Chúa thay chúng tôi được, không làm cái việc khác được. Đó, chúng ta nắm về, đó là cái chức năng thứ hai. Tư tế là được ủy quyền, được Chúa chọn để làm cái việc đó riêng, và nếu Chúa không cho, không làm được. Nói lại nha,
Tư tế thứ nhất là chỉ một mình Chúa, ngoài Chúa ra không có Chúa nào khác. Tư tế là chúng ta được chọn riêng để phụng thờ Chúa, và nếu Chúa không chọn riêng chúng ta thì chúng ta không làm được, chúng ta không có tư cách để làm. Tư tế còn là gì nữa? Tư tế có nghĩa là chúng ta còn sống trong tâm tình như trước tôn nhan Chúa. Nói cách khác là này, một cái điều độc đáo là tư tế là việc thờ phượng. Nó khác với lại các tôn giáo là cái chuyện mà người ta cứ đến cầu khẩn với thần, xin sẽ thần, thần này thần kia. Tôn giáo nào cũng có cái thầy thờ này cơ. Nhưng mà tư tế của chúng ta là chính là gì? Sống trước tôn nhàn Chúa. Tư tế là sống trước tôn nhàn Chúa. Chúng ta đến nhà thờ này, chúng ta làm việc thờ phượng này, nhưng mà thực ra là chúng ta đến sống trước tôn nhàn Chúa. Cái sống trước tôn nhàn Chúa nó lớn hơn các cái nghi thức này, nghi thức kia, việc nọ, việc kia, làm cái này, làm cái kia. Nó chỉ là diễn tả cái tâm tình trước tôn nhàn Chúa, sống trước tôn nhàn Chúa. Và sống trước tôn nhàn Chúa có nghĩa là chúng ta sống như một người con vậy. Và theo kiểu nói của các thánh là sống như con của Thiên Chúa, sống như con Thiên. Như vậy, xét theo một nghĩa nào, tư tế làm cho chúng ta trở thành con của Thiên Chúa, sống trước tôn nhàn của người, hạnh phúc sống trước tôn nhàn Chúa, và để Chúa dẫn dắt chúng ta đi. Chúng ta lưu ý một cái chi tiết này, thầy sẽ nói thầy sau nữa, là cái đặc tính tư tế làm cho chúng ta trở thành con của Thiên Chúa. Và cái con đó, nó lớn hơn tất cả mọi sự. Vì là con nên chúng ta được thừa hưởng tất cả tình thương của Thiên Chúa. Nếu không là con, chúng ta đứng bên ngoài. Do vậy đó, khi mà cha giảng cho cái lớp giáo lý dự tòng mà các bạn đó, cha nói các con là khi các con mà lãnh bí tích thánh tẩy ngày mai, lịch sử nha, lịch sử của đời cha đó, là ở nhà thờ An Nhơn này cứ 2 tháng thì có một lớp giáo lý dự tòng. Chưa bao giờ, thí dụ hồi xưa thì cha tổ chức ở xứ Vườn Xoài hay tôi trước nọ kia, cô Mậu có thấy không? Lớp giáo lý dự tòng thì một năm mình tổ chức một đợt thôi, thì 2 đợt, mỗi lần có khoảng chừng là 20-30 cái gì phải không? Dự tòng đó, những người theo đạo. Còn đây này, cứ nhà thờ An Nhơn này, tại vì nhà xứ này nó đông với lại di dân nhiều, thế là cứ tổ chức 2 tháng một cái lớp khóa giáo lý. Ngày mai đó, sơ hưởng trong mến giáo Gò Vấp, ngày mai 32 người trong 2 tháng, 32 người, có một đợt. Còn thầy lần trước có thầy Khanh 24 người. Tổng kết những người lớn mà trong giáo xứ An Nhơn này cứ một năm mà 6 đợt, cứ 2 tháng một đợt, 2 tháng một đợt đó, thì nguyên giáo xứ An Nhơn này người lớn không theo đạo trong cái năm 2018 vừa qua là gần 200 người đó. Ghê gớm chưa? Quá sức. Nhiều người lắm, họ theo Chúa, mà có những người hỏi theo Chúa họ không phải lập gia đình. Ngày mai cha rửa tội cho 6 em trong đang học đại học, 6 em đều là sinh viên hết, đều là sinh viên, và xin cha là cho cô giáo, một cô giáo đỡ đầu cho hết cả 6 bạn ngày mai. Mà 6 đứa nó ngoan lắm, nó sống mà lúc nào nó cũng, nó đi lễ đều đặn lắm, mà nó hỏi cha cái gì cha thấy qua cái đó, nó là sinh viên mà, nó hỏi cái gì biết là nó đang tìm tòi, nó khám phá, nó học hỏi. Đó là một cái điều mình mới thấy như thế này, là năm lúc thì mình thấy trong cái xã hội nó cũng lôm côm lắm, thanh niên nó lôm côm lắm, nhưng mà qua những sự đó mình thấy là Chúa vẫn luôn luôn hành động trong giáo hội. Và qua những cái em nó như vậy, nhiều em nó trẻ trung mười mấy 20 tuổi, nó vẫn luôn luôn khao khát tìm kiếm sự thiện. Và điều đó thôi thúc mình rằng là mình không có thất vọng trong cái xã hội sự ác nó nhiều quá, nhưng mà vẫn không thất vọng vì Chúa vẫn luôn luôn dùng mỗi em. Thế thì tôi nói lại này, cái hồng ân lớn nhất của chúng ta không phải là theo cái tôn giáo, vì nó như là một cái tôn giáo là theo một cái phe, mà hồng ân lớn nhất của chúng ta được Chúa chọn để làm con của Chúa. Làm con của Chúa, mà con của Chúa là gì? Để được Chúa yêu thương, chăm sóc. Vì chúng ta có kinh nghiệm làm con, và kinh nghiệm làm con là kinh nghiệm lớn nhất của đời chúng ta, hạnh phúc nhất vì chúng ta làm con, được cha mẹ yêu thương. Và cha cũng nói với con, cha năm nay gần 60 tuổi, lúc nào cha cũng nói mọi điều mà cha biết về Thiên Chúa hay mà kinh nghiệm nói về Chúa đều khởi đi từ cái kinh nghiệm của tình thương của mẹ dành cho. Vì bố chết sớm, mình mới hiểu được cái tình thương đó, nó mới, trong cái tình thương mình bắt đầu mới suy hiểu được tất cả mọi cái. Người không có kinh nghiệm về tình thương sẽ không thể trình bày mạch lạc và quân bình trong cái nhìn về thế giới này. Do đó, hạnh phúc của chúng ta không phải là theo một phe
tôn giáo này hay tôn giáo kia, mà là chúng ta hạnh phúc vì chúng ta làm con của Chúa. Và chính làm con của Thiên Chúa trong hạnh phúc này, chúng ta mới có khả năng nói cho người khác về cái kinh nghiệm làm con đó. Nên chứng từ đức tin của chúng ta là chứng từng của người con cho người khác biết về Thiên Chúa là cha chúng ta. Đó, đó là cái lớn nhau. Còn nếu chúng ta không biết, chúng ta cứ luẩn qua luẩn quẩn nói về đạo của chúng ta bằng lý thuyết này, lý thuyết kia, lý luận này, lý luận kia, làm sao cho người ta thấy là đạo mình có lý, đạo người ta không có lý, đạo người ta dồ ầm, Chúa tôi ơi, làm lộn xa lộn xộn tất cả. Chúng ta phải nói về cái kinh nghiệm của mình, về cái điều mà mình đang sống với Chúa. Đó là thứ nhất là hạnh phúc của ta, và thứ hai người ta mới thấy cái hạnh phúc đó, người ta mới bước theo Chúa. Người ta thấy mình hạnh phúc vì con làm con Chúa, người ta mới theo Chúa. Còn mình nhầm cái lý luận là đạo của mình đúng, đạo người ta sai, chật lất thế đấy cả, làm cái lộn xa lộn xộn trong thế giới này. Mà thế giới xung đột hiện nay là luôn luôn coi người ta là rằng bằng rơm rằng rác, còn mình là đúng thôi. Thế chết rồi. Do vậy đó, tóm lại bài học hôm nay, dân Chúa chọn là dân riêng, dân riêng để được Chúa yêu thương. Và Chúa yêu thương, chúng ta sống cái yêu thương đó đã, cả kinh nghiệm đã ra rồi, từ đó lan tỏa ra cho mọi người. Bây giờ có mấy cái câu hỏi của Huy đưa đó, thì thôi nó cũng liên hệ đến tuần sau cha giảng đi, để cho cái bài này cho kinh thánh cho nó xong đi. Đấy là ba cái đó, nhớ chưa, về tư tế nha. Rồi lần tới chúng ta học tiếp. Hôm nay học ngoan không? Được, ngoan rồi, rồi. Được rồi, thôi không phải vỗ tay cho cái ông Thịnh này gò mồi. Thôi được rồi, thôi đứng đi về, tuần tới học tiếp, tuần tới học phụng vụ. Để mà có mấy câu hỏi, ai muốn hỏi gì hỏi nhé. Các cái câu hỏi của 100 bạn trong một cái công ty đó về vấn đề chồng nọ vợ kia lung tung xòe thì làm sao, tuần tới giải. Nó đụng về vấn đề phụng vụ. Sang dành Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Chúc anh chị em một đêm bình an.